Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ gắn pin cho ba cái lồng đèn trung thu này và test đèn, sau đó đi giao quà trung thu nha các bạn. Bây giờ thì sắp đến Tết trung thu rồi, thì quà trung thu, lồng đèn trung thu này kia là đang có bán rồi nha các bạn. Và mình sẽ giao tận nhà luôn nha. Nếu mà các bạn nào có nhu cầu tặng quà cho các bé con cháu của mình thì hãy comment phía dưới cho thông tin địa chỉ và mình sẽ nhận và đi giao quà nha các bạn. Ở đây thì mình có hai cái lồng đèn xe kem Hello Kitty nha các bạn. Này là sẽ là quà tặng dành cho hai bé gái và một lồng đèn siêu nhân nha các bạn cho một bé trai. Rồi sau đây mình sẽ gắn pin và test thử cho các bạn xem nha. Rồi đây là mấy cái lồng đèn khi mà mình đã tháo bọc ni lông ra và gắn pin rồi nha các bạn. Mấy cái lồng đèn này thì mình sẽ gắn pin ở phía dưới nó như thế này nha. Ở phía dưới của cái lồng đèn này nó có chỗ gắn pin, mình đã gắn vô đây rồi. Mình xài 3 viên pin AA nha các bạn. Đây là lồng đèn xe kem Hello Kitty. Đây là hai chiếc xe kem. Và một đây là một chiếc siêu nhân. Mình nghĩ là ba món quà này sẽ làm mấy bạn nhỏ rất là thích nha. Rồi bây giờ mình sẽ bật pin lên cho các bạn xem thử nha. Bây giờ mình sẽ bật pin của siêu nhân này nha các bạn. Ồ, rất là đẹp. Rồi ba cái mẫu lồng đèn này thì mình đã test pin sẵn sàng rồi nha các bạn, chạy ngon lành, sáng đèn nhạc lớn. Rồi mình sẽ chuẩn bị để vô ba cái hộp quà. Mình sẽ tặng quà sinh nhật giùm cho ba mẹ của các bé nha các bạn. Nếu mà bạn nào thấy thích những mẫu lồng đèn này muốn tặng cho em cháu của mình thì hãy comment phía dưới cho mình biết thông tin nha các bạn. Mình sẽ ship tận nơi cho các bạn nữa nha. Ở nhà mình thì có bán đầy đủ các loại đồ chơi và lồng đèn. Và đây là dịp trung thu thì mình sẽ nhập rất là nhiều lồng đèn về để bán. Bình thường thì mình cũng có bán nhiều loại xe điều khiển, xe pin, rồi siêu nhân, nói chung là tất tần tật các loại đồ chơi mình đều có bán nha các bạn. Là mình cũng ship mọi miền Tổ quốc luôn nha. Nếu mà bạn nào thích món đồ chơi hoặc là cần những món đồ chơi nào thì cứ comment phía dưới cho mình biết, mình sẽ check thông tin và trả lời cho các bạn là mình có bán hay là không và giá cả sẽ như thế nào nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye.